chúng tôi là những phụ huynh rất là tin tưởng một cái trường, bởi vì đây là trường nhà nước, thì cái chất lượng học nó sẽ cao hơn những trường tư, nên chúng tôi tin tưởng và đưa con em mình vào học tại đây. Nhưng mà bây giờ thì cái niềm tin của chúng tôi là hoàn toàn sụp đổ rồi, bởi vì không còn một cái gì mà để mà nói nữa. Gạo thì bị như vậy, cá thì bị như thế, canh thì nổi váng ở trên. Thật sự là một cái nồi canh đó, tôi là người đi chuyên bán cơm, một cái nồi canh như vậy chỉ cần 3.000 rau là đủ nấu rồi. Cái nồi canh mà ngày hôm đó chụp hình là 3.000 rau và thịt đó, chắc chừng 5.000 thịt các cô xay, các cô xào lên là bỏ vô thôi. Một nồi canh như vậy mà một lớp, trung bình một lớp là 25 bé hoặc là 20 bé, thì cái khẩu phần ăn của bé như vậy ăn được cái gì? Và rau xào, một bé 1.000 đồng một ngày tiền rau. Nhưng mà cái tô cải các em luộc như vậy á, một tô cải như vậy, tôi thiệt là chỉ cần mua 8.000 bắp cải thôi là luộc được một tô như vậy rồi. Không có hề luộc mà cũng không có hề. Một cái tô cải luộc như vậy mà bao nhiêu đứa ăn, ăn được cái chất gì trong đó? Rất là bức xúc. Thì tất cả các phụ huynh ở đây chúng tôi chỉ mong á, thứ nhất á, là các cấp điều tra rõ ràng. Và trong thời gian đang điều tra, đang thanh tra như vậy, thì chúng tôi cũng cần có một người để đứng ra thay hiệu trưởng. Tại vì hiệu trưởng bây giờ nói là mỗi lần chúng tôi cần gặp hiệu trưởng là hiệu trưởng rất là bận rộn. Không biết là bận rộn hay sợ sệt thì chúng tôi không có biết. Nhưng mà chúng tôi không muốn là có một người nào đó đứng ra để lãnh đạo. Để làm chi? Để khi trường hợp trong thời gian tới, nếu con em chúng tôi có thể đi học lại, có những sự việc như thế nào bức xúc, chúng tôi có thể gặp trực tiếp với người lãnh đạo đó để chúng tôi nói những bức xúc của mình. Chứ không thể nào mà chúng tôi lên gặp trực tiếp hiệu trưởng không có nhà, hiệu trưởng đi vắng, hiệu trưởng đi họp, vậy thì chúng tôi gặp ai? Thứ hai, về tôi phản pháo lại cái ý kiến của cái cô hồi nãy, cô áo đỏ bên kia. Cô nói là quán cà phê là không được vào, quán cà phê của cô là không được vào, đúng. Tại vì cô là kinh doanh, thì những cái ví dụ như họ vào, có những cái người giống như là làm chung ngành với cô đi, họ vào họ đem một cái giống như là thuốc chuột đi, chẳng hạn thuốc chuột đi, họ đem vào họ làm trong cái thức ăn của cô, thì khi những cái khách hàng người ta dùng cái thực phẩm đó người ta bị ngộ độc, cô là người chịu trách nhiệm. Nhưng nhà bếp ở trường học, con em chúng tôi là người trực tiếp ăn, trực tiếp dùng những thức ăn đó, thì chúng tôi phải được nhìn xem là hàng ngày con mình ăn những cái gì, con mình ăn những cái gì. Thứ hai là cô kia nói là hiện tại bây giờ nếu chứ các chị sợ thì hàng ngày cứ cử một người ra vô nhà bếp ở từ sáng chiều xem là trong nhà bếp tụi em làm cái gì. Không bao giờ có nó sẽ ra được, bởi vì sao? Họ không có thời gian giữ con, cho nên họ tin tưởng ở nhà trường họ mới đem con họ gửi. Thì bây giờ họ nghỉ ở nhà thì họ đi vô đây thì họ nghỉ ở nhà họ giữ con họ cho rồi cho an toàn, chứ họ tại sao họ phải và trong đó họ đã tin tưởng các phụ huynh, các cấp dưỡng, bây giờ còn kêu họ chị lại đó là chị xem cho nó ăn uống cái gì. Nhưng đó là những cái điều quá, tôi thấy là những cái điều là không có cái gì xảy ra hết á. Còn cô này nói là cái sự việc là sữa xảy ra nhiều năm nhưng mà không đưa ra. Tại sao nơi đưa ra? Bởi vì sao? Sự việc đã đưa ra, đã đưa cô hiệu trưởng và cô hiệu phó, đã đưa các giáo viên, nhưng không được giải quyết. Chứ không phải là không đưa ra, không được giải quyết. Và kể cả đây là bằng chứng. Một phần ăn, một khẩu phần ăn bữa lỡ của các cháu ngày thứ 6 là như vậy. Không biết là một phần ăn này bao nhiêu. Một cái bánh lăng mà tôi mua ở ngoài 5.000 là nó gần gấp đôi như thế này. Đó là mua với cơ sở lẻ. Nhưng nếu nhà trường một ngày mà mua 500 hộp chỉ còn có 4.000 thôi. Nhưng mà cái này bao nhiêu, chắc chừng 2.000 một ngày mấy một cái bánh lăng. Một bữa ăn bữa lỡ đây ạ. Không biết là một bữa ăn bữa lỡ như vậy thì chất dinh dưỡng của các cháu đi vào đâu. Đây là bằng chứng đưa ra. Và ngày khai giảng ngày 5 tháng 9 ở trường mầm non Phú Mỹ đã cho các bé ăn khẩu phần ăn sáng là một cái bánh chocobai. Tôi rất là nhiều lần tôi lên tôi nói trực tiếp với cô Tám là cô ơi, em xin cho con em không ăn sáng, tại vì cái khẩu phần ăn sáng của em quá ít. Nếu như bây giờ cô nói là cái ngày hôm đó là khai giảng bận quá, tôi không thể nào nấu ăn được một phần ăn sáng một cái bánh, ok, nhưng với điều kiện phải cho các bé thêm một hộp sữa thì mới đủ chất dinh dưỡng, chứ không thể nào bé ăn một cái phần ăn sáng mà ăn là tới 10 giờ rưỡi mới ăn trưa. Ăn như vậy thì các bé làm sao mà đủ chất dinh dưỡng được? Con các chị ăn vậy các chị có chịu được hay không? Hay là các chị có phải mua phần ăn ngoài các chị đem vào cho con các chị mà các chị đối xử với con của người ta như vậy? Các chị cũng là những người mẹ, các chị cũng có các con học, mặc dù con các chị lớn rồi nhưng mà hồi trước con của các chị vẫn học trường mầm non, thì tại sao các chị không đem lương tâm của một người mẹ đưa vào dạy dỗ các cháu mà các chị lại xử sự như vậy? Thì tôi không biết là các cô giáo xử sự như vậy có xứng đáng làm giáo viên hay không, có xứng đáng với cái ngành nhà giáo hay không.
cô có nói là cái nghề giáo là cái nghề, có nghĩa là nghề đó chọn các cô, chứ các cô không được chọn nghề. Nhưng các cô phải xứng đáng sao, sống như thế nào cho xứng đáng với cái nghề mà các mà họ đã chọn các cô kìa. Để cho khi nào phụ huynh đi ra đường, các em ra đường, ôi con chào cô, mẹ ơi cô này là cô này hả, thương các em lắm, cô này cho các em ăn ngon lắm. Chứ không phải các cô nói là chị ơi em ra đường em sợ lắm, em đi từ nhà 500m em sợ, em phải thuê taxi em sợ lên đập. Tại sao như vậy? Tại sao các cô làm cái vấn đề gì mới bị sợ như vậy chứ bình thường làm sao mà sợ? Rồi tôi xin hết ạ. À. Cho em nói ý kiến là em rất thắc mắc là mình là hiệu cô Liêm, là hiệu trưởng của trường thì thị xã Phú Mỹ của mình thì có được quyền mở thêm trụ sở tư hay không? Không, cái đó thì đó, cái đó là một cái. Với lại một ý nữa, hôm bữa nãy cô hiệu phó nói là nghe mà phụ huynh tụi em mà xuất hiện ở trường á là phải lật đật ra để mà tiếp, chứ không là tụi em gây rối hay là nói những cái lời ảnh hưởng đến các cái bé. Thì như đây chị này có nói là đến rất là nhiều lần và chờ đợi nhưng không gặp cô hiệu trưởng đó. Có gì mà khác hơn á? Dạ, ban lãnh đạo và quý phụ huynh và các giáo viên, em đứng thay mặt về giáo giáo viên của lớp sự việc xảy ra ngày hôm 19/10 hôm qua, thì theo lớp em thì là chia khẩu phần ăn thì là cơm thì mấy em cũng này, đó là em những trung tâm chính. Em nói cho vào xuống xuống cơm thì em cũng bà thấy nói hơi đen đen mà còn là cá thì là cũng có đầu có đuôi và có mình đầy đủ, và canh thì ăn cũng đầy đủ, thì em thấy lớp em ăn thì em cũng cho ăn bình thường, thì lớp em ăn thì gần xong thì em mới nhìn ra em mà ủa sao là cái sự việc gì xảy ra mà thấy đông đông, thì em mới chuyện này nói ngoài em khác cũng mới nhìn thì em mới dậy thì mà thấy lớp em thì là ăn cũng hết suất, và thì là nói chung là ngày hôm qua là 17 lớp thì là tất cả là mười mấy lớp ăn cùng ăn bình thường, hiện tại giờ đang học đứa ăn bình thường thì không có ngộ độc cái gì hết. Liên quan một đứa học nó chỉ lên thì có thấy được cả như vậy. Thì nói chung là lớp em thì nó ăn hết sức thì bình thường, thì đó chiều hoặc là tối em cũng không phản ảnh gì cả mình, chứ đâu phải mua dạ. Thì tất cả mười mấy lớp ăn còn lại thì em hỏi thì cũng không thấy có gì. Em phạt cả cái ý kiến cái này. Hôm mà hôm thanh tra con em nó bị ngộ độc nó ói ra, em đem những tập cái gì bị đỏ đó lên em đưa cho đoàn thanh tra thấy luôn. Cái ý kiến này là em đưa luôn cả đoàn thanh tra là thấy cái bị ói của con em luôn. Cho nói không có, bởi vì rất nhiều phụ huynh đã nói lên lần lên này là con họ đang bị ngộ độc, con họ đang bị đau bụng, đang đi nhập viện. Rất là nhiều trường hợp như thế. Lỗi chị. Em thì cũng phản ảnh thấy đó, nói không có đó là lớp riêng. Rõ ra em đang cái việc hỏi của con em đến trước đoàn thanh tra đó là riêng giáo viên lớp chị, còn đây là riêng giáo viên lớp em. Thì em thấy là cái chị nói là tất cả các không. Lớp không có nên em phản kháng cái đó. Cả các lớp là đều cho ăn cái đó, nếu như mà bên mình không muốn kiểm chứng là mời anh Tám, đồng chí Tám với đồng chí bên huyện ủy, em đem cả cái vịt ói lên em cho mọi người thấy là con em ăn cơm ở trường và đã ói ra, đã bị ngộ độc như vậy. Và sau đó là em vừa trước đó em chờ con em về, và hôm nay em cho em con em nghỉ bởi vì nó đang đau bụng, nó đang nôn, nó không ăn được. Còn đây là hình ảnh em quay từ lớp em mang cơm xuống, từ lớp xuống để cho đồng chí Tám và đồng chí Hiệp để coi. Thì thử hỏi là em có mang cái gì vào trong người không mà em quay được vậy? Vì đây là cơm, hiện tại giờ máy đang kẹt mạng không quay được. Đồng video này em sẽ gửi lại cho đồng chí chủ tịch để coi. Video này là chính bản thân em và một số phụ huynh bê nồi cơm từ trên lớp xuống. Và đây, và phụ huynh mới đây đang đi ra ngoài để trình bày với nhà báo mà thì làm sao mà sai được? Làm sao em đặt điều được? Thì không sai thì không biết, nhưng mà thấy lớp ở đây thì thấy bình thường. Mà em ra em mới nhìn thì mới nói là gạo hôi hôi. Mà sao mà em nghĩ là các cô mới nấu xong thì chuyển xuống cho các lớp mình ăn nấu mà. Làm sao mà lại ngửi thấy mùi hôi mùi thiêu? Chừng em nếu mà cô Thúy nói vậy thì tại sao cô Lợi lại đem bảo đi đổ cho heo anh làm gì? Đổ đi để mà rửa chén rửa bát làm gì? Nếu mình đúng mình sai thì để lại cho tất cả phụ huynh mình coi. Làm gì mà cô Lợi là người sai, người đem đi đem nồi cơm đem đi.
mới nấu vậy mình, nếu mình nếu mới nấu em mới nấu thì sao là đem đi đổ, nếu mà vậy là vậy là em đem đi làm gì, cô Lời là người đổ, cô Lời không có thể, cô Lời và cô Thủy người đổ, phụ huynh hôm nay phản kháng lại, phụ huynh có lúc không chính mà chị xin lỗi như ngày hôm qua mà em mà không lên mà chứng kiến cảnh như vậy thì sự việc còn như thế nào nữa. Tất cả cái gì thôi bây giờ nói như vậy. Dạ thì chị đó em xin nói, dạ trường em là không phải là em nói, nhưng mà trường đây là ngày nào là có đồ ăn lưu nghiệp ngày đó để 24 giờ và tất cả em thấy là đoàn y tế hay tới kiểm tra. Em nói xuyên, em nói với chị này, nếu như cơm không có thì hôm đó tại sao cô Tuyết và cô Lời dân nồi cơm đi đổ là một. Thứ hai tại sao tôi nói là đồng chí Tám bảo tôi dự Nguyễn Hiền Trường thì tôi xuống dự Nguyễn Hiền Trường thì bên chỗ người chở gạo là đòi kêu giác hồn đến chết tôi và chạy xe là chạy ngang tôi phải tránh ra, còn không thật tôi đã bị xe tông rồi, xe cán rồi. Cái điều đó là cần sát thầy phải làm rõ. Nếu không có cái vấn đề gì tại sao lại có những cái gì sự việc mà xảy ra? Chạy đâu chúng. Tại vì trong khi đó là cô ống học, cô ống đã báo với là cô Lại rồi, mà cô Lại không nổi gà, đó là lỗi của cô Lại. Mỗi người là phải có chịu một cái trách nhiệm chứ không lỗi của ai hết. Đó là trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường. Và đến thứ hai nữa là ở bên cấp dưỡng cũng chạy luôn. Tại sao biết gạo xanh mà đi nấu cho học sinh ăn? Cô có ăn được hay không? Cô để cho trẻ em với mà cái sức khỏe của trẻ em, sức khỏe cắn của trẻ em nó đâu phải giống như là giáo viên hay là giống như người lớn đâu, để cho con em chúng tôi ăn như vậy. Chúng tôi đóng tiền học, câu đó rõ ràng, và trong cái học tập cũng vậy, trong cái đơn như vậy, đâu có thể cơm móc cơm theo hay là để cho con em chúng tôi ăn vậy. Đó là một cái bức xúc, mà nói ra là để là ban cái sự việc có thiếu sự quản lý sâu xa ở vấn đề hello Hoàng Thi, hello Hà Trần. Người làm nhà cung cấp gạo không đổi được gạo nó thì cử người trong trường đi mua loại gạo khác về cho con em chúng tôi ăn, chứ không thể nào mà để gạo xanh gạo mốc cho đến thứ hai thứ ba thứ tư được. Mấy cô là mọi người có thấy không, thấy bà hiệu trưởng cười không? Giáo viên là yên tâm nói lương tâm là bị chết. Nhưng mà con em của chúng tôi là sau này là nói là bà hiệu trưởng bả ngồi bả cười. Mấy cô mà cái lương tâm của cô như có là sao dạy cho con, tôi có lương tâm như vậy được? Tôi xin hết, tôi chỉ nói là bao nhiêu rồi. Mình có thể còn nhiều thời gian cho phép cái tiến trình diễn biến không phải một ngày một bữa mà có thể kết thúc được. Thì hôm nay trước tiên thì phải rằng có một số thông tin thì các ngành chủ quan đặc biệt là lãnh đạo cũng mời phụ huynh học sinh và kể cả các thầy cô, thầy cô chứng ngại gì nha, còn thầy cô đại diện thì cũng giới thiệu. Rồi từ vườn Phú Mỹ một số ngành để nghe thêm một số thông tin chúng ta có những cái nội dung thông tin trong các chương trình chúng ta chung thì qua cái được nghe trình bày thì từ hơi chị nói về mức độ lãnh đạo thì tôi sẽ có cái chỉ đạo và các ngành và tiếp tục làm rõ những cái nội dung ngày hôm nay giữa các chủ tịch. Cũng mong rằng các ba hiệu trưởng là bà tóc ngắn bên đó đó, bà tóc ngắn ở bên đó đó, nó cái bà đó đang chống cằm thì cũng phải có kết luận của cái cơ quan đặc biệt đó là thanh tra, do đó từng giáo viên và phụ huynh và kể cả các cái thì ngành
không ạ? Liên quan thì cố gắng là tạo môi trường lợi nhất cho đoàn thanh tra hoạt động đoàn thanh tra sớm nhất để xem xét nếu có sai phạm liên quan đến tổ chức và cá nhân thì tổ chức và cá nhân là liên quan có sai phạm thì phải xử lý. Do đó thì từ phụ huynh thì phải nói rằng là qua theo dõi và nghe thì trước tiên thì tất nhiên là cái chuyện đó có một số cái thông tin phụ huynh được cung cấp về đó, nhưng mà tôi đề nghị với các ngành ở công an rồi phụ huynh hiệu trưởng và hiệu phó đang ngồi kế bên đó nha mọi người. Hiệu trưởng và hiệu phó đang ngồi kế bên đó. Giáo dục thì cố gắng là phải nói rằng là tiếp tục em ngồi xuống con hơn biết là con biết bắt hiệp bắt con trong thời gian cố gắng gì thì được thì cố gắng là không có gọi xong rồi đúng không rồi nó xong lại rồi phối hợp rồi các thầy cô trong trường kể cả trong ban giám hiệu là phải có một cái tinh thần thể hiện một cái trách nhiệm cao nhất và cái mong muốn thì cái lòng tin thì hiện nay như phụ huynh trình bày đó thì tôi nghĩ rằng cái này thì giao cho phòng giáo dục phải tính toán và xây dựng một cái tổ thường xuyên kiểm tra trong cái giai đoạn này thanh tra có cái lực lượng thanh tra bây giờ thanh tra kể cả người thanh tra thì con xin phép này con cắt ngang cái con xin lỗi trước sự việc như vậy nè. Cái hôm bữa mà thanh tra có về á để kiểm tra 13 chuyện mà 13 cô thì phụ huynh chúng con có nước ngoài để chờ thanh tra ra để trình bày sự việc. Và sau cuối cùng thì con có xin số điện thoại của một trong cái ban thanh tra đó, số điện thoại để mà khi mà con làm đơn ra để con gửi thì chú nói là chú cho có số điện thoại và khi nào mà nộp đơn thì gọi để là ở đâu đó rồi để nộp thì chú cho con số điện thoại đúng, nhưng mà đến khi mà con bấm lên máy á là nổi tên là Mã Thành Hiệp, trưởng phòng nội vụ, nhưng mà chú nói con là chú tên Hòa. Vậy một sự việc nhỏ như vậy mà chú đã nói vậy rồi thì con còn biết tin vào nữa và ai đây? Rồi bây giờ cũng cái này thì phải nói rằng là tôi với góc độ là người đứng đầu của lãnh đạo của ủy ban thị xã phải nói rằng đối với phụ huynh và kể cả đối với các giáo viên của trường mẫu giáo khi tôi nhận một cái đơn buổi sáng và chiều là tôi đã giao cho cơ quan thành lập một cái đoàn thanh tra chứ không cần xem xét vừa coi mười mấy cái nội dung đó không là tôi thấy nếu để tình hình như vậy hoài thì nếu có thì cái tình hình của cái chất lượng của con em của học sinh của mẫu giáo nó không thể đảm bảo. Do đó phụ huynh cũng phải bình tĩnh, tất cả những cái việc gì phải bình tĩnh và để xem xét có những cái gì liên quan đến lãnh đạo của giáo viên của một số không, là cái lãnh đạo giáo viên trong cái trường mẫu giáo thì nên quan tâm để kịp thời để làm sao có sự hợp tác tốt nhất. Cái thứ nhất nếu sai phạm đến mức phải xem xét trách nhiệm là phải xem xét trách nhiệm đối đến mức phải xem xét ở cái mức độ kiểm điểm như nãy các chị các anh của phụ huynh đó là phải xử lý, nhưng mà bây giờ quan trọng là phải có cung cấp những cái nội dung hết sức là cần thiết để đoàn thanh tra sẽ có xem xét hết được. Chứ còn bây giờ là tùy theo tính chất mà phải xem xét dưới một cái kết luận cho nó phù hợp với cái nội dung sai phạm liên quan của tổ chức của ban giám của ban giám hiệu của trường và của cá nhân của từng trường. Thì cái này là trong thời gian hiện nay thì đang tiến hành và thực hiện các cái bước tiếp theo thì mong rằng là hội phụ huynh học sinh nên cố gắng là cùng hợp tác thật tốt và tạo mọi điều kiện thật tốt. Cái mong muốn của xã là phải được duy trì để con em được học hành và đảm bảo mọi cái môi trường tốt nhất. Còn sự góp ý của phụ huynh cần cái gì thì cũng báo cáo là tôi là người trực tiếp có thể liên quan tôi cái này chưa tốt, cái này nghĩ là phải chỉnh trang để đảm bảo theo cái yêu cầu hay là gọi điện thoại chính tính chứ cũng đừng có thể là coi như có những cái hành xử mà bây giờ cái môi trường giáo dục mà mình thấy rằng phụ huynh có cái gì phải báo tôi là cái người chịu lắng nghe và xem xét từng các cái nội dung cụ thể với tinh thần khách quan không có thiên vị. Do đó là hội phụ huynh cũng hết sức là quan tâm và kể cả các tập thể mười mấy giáo viên này có gì là coi như mình cũng có thể trao đổi nhau những vấn đề nếu như đúng về cái góc độ mà được cung cấp một số thông tin liên quan đối với lãnh đạo của ban giám hiệu thì phải nói rằng là coi như đó là những thành tích cái sự cố gắng quyết tâm những trách nhiệm thật sự của một giáo viên đã góp phần chung cho tôi đây làm tốt cái trường coi như chỉnh trang tốt của cái trường cái mẫu giáo của mình.
Còn nếu mà cái xem xét thì cũng có thể từ cơ sở của cái kết luận thanh tra đó là một cái cơ sở chính thống. Do đó thì các cô liên quan đại diện cho giáo viên có nhờ báo nha, có nhờ báo quá trời luôn. Là cố gắng mình làm phát huy làm tròn nên đương nhiên phải khá cố gắng cố nói chứ sáu sự việc hay là cố chỉ là chuyên cơ là một số cái nội dung nếu có tôi cũng tập thôi mẹ con nói cái chuyện là phụ huynh vô nhà bếp cho con ăn chắc chắn là không được kiến cố gắng về nói về tranh cãi cái công an nhập thơ học được những chi báo của giáo cô liên lạc sự việc này cố chấp nhận là cái hội nghị cứng không, mình không, mình bên này không làm được, mình lên trên để mà giải quyết một số vấn đề liên quan chứ chưa có thể. Cái này nếu mà không làm được thì mình lên trên. Cái mong muốn là mình hết sức là bình tĩnh. Còn Phú Mỹ thì đối với một số đồng chí đảng viên rồi đó, mọi người ơi, mọi người chia sẻ giùm em đi, cái chuyện gì có phải bức xúc không? Tiếc, rất tiếc là cũng nói với phụ huynh học sinh là tôi làm bữa nay là được 3 năm là người đứng đầu các bạn. Chia sẻ mạnh lên đi mọi người ơi. Không được rồi, không ổn rồi. Mà liên quan đến con em của học sinh là tôi là cái người phải hết sức là công tâm. Cũng như tôi nói, tôi không biết là chưa có giáo viên nào lên gửi mà lên đây là gửi bằng bưu điện lên, tôi vừa xé ra các bạn tôi đã có những cái gì đâu. Không để cái vụ việc kéo dài, cố gắng làm nhanh, làm tốt để kiện toàn để tạo được cái lòng tin của giáo viên và phụ huynh. Thì cái mong muốn rằng là cái hợp tác tốt những cái việc liên quan để có những cái cơ sở chứng cứ để xem xét trách nhiệm của những cá nhân hoặc của tập thể, thì cũng mong rằng còn việc bình tĩnh cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho cái môi trường của cái nước của Mỹ. Còn tất nhiên những cái vấn đề kiến nghị của phụ huynh là tôi cũng lắng nghe hết. Bây giờ hiện nay thì cần phải có những cái trách nhiệm đối với cán bộ, thái độ trách nhiệm phong cách. Thì ở đây tôi cũng chưa cái này mọi người chia sẻ thì mới tới tay trung ương nha mọi người, chứ bên thanh tra này chắc giải quề thôi à. Này chắc giải quề đó, không làm được gì đâu. Thấy cô hiệu trưởng mà ngồi cười tươi như hoa vậy là xong rồi đó. Ừ, hiệu trưởng. Nói về hiệu trưởng ngồi cười không à, tụi em thua rồi. Thua rồi mọi người ạ. Nói bên trên nói chờ đợi đến năm sau tôi nói là nếu như có những cái gì mà nó không tốt mà phản ảnh theo dõi cái sự phản ảnh đó của mình mà nó không có sự thay đổi là tiếp tục phải có cái kiến nghị liền. Thì cũng mong muốn rằng là tới đây có những cái thông tin như vậy. Còn cái hình ảnh mà hiện nay thì vừa qua thì cũng mong muốn đừng có đọc lại. Thì tới cái gì đó thì cũng đừng có đọc rồi la lối ở trường. Mình cố gắng đừng tế nhị với nhau. Dù ít dù nhiều, giáo viên cũng là một cái người cũng có tâm đắc, tâm huyết, cũng là đào tạo cho thế hệ trẻ của đất nước. Người ta cũng quyết tâm, người ta cũng tạo điều kiện. Nhưng mà trong đó cũng có những cái người cũng nói là nếu như thông tin được kết luận mà sớm thì nếu có sai phạm thì mình mới dám khẳng định người ta mới có sai phạm, thì mình cũng phải tôn trọng, đừng có thể chửi rồi dùng cái lời lẽ không hay đối với giáo viên, mà mình phải tế thì hết sức là bình tĩnh. Cô làm như vậy thì đúng cho người ta qua như thế nào, nói một cách rất hài hòa và có thể thể hiện cái sự thân thiện hơn. Chứ nhiều khi giáo viên mà một nghề giáo mà làm hết sức là giờ mới được quay cho cái công tác giáo dục con em mình đó. Nhưng mà mình tới mình có khi là mình bức xúc hoặc có những cái hành xử không hay thì có nhiều khi cũng có thể bị xúc phạm. Thì cũng mong muốn rằng là trong cái buổi được lắng nghe hôm nay thì trước tiên thì mong muốn rằng là đối với phụ huynh cũng gặp chẳng làm được cái gì cả liên quan tới cái trường này thì chẳng thấy nói gì cả. Tôi này chắc giải quê thôi, chắc mình là phải làm lên cấp trên rồi. Cùng với là cơ như là theo là một số các đại diện cho giáo viên ở trường đó. Rồi có những cái gì thông tin mình trao đổi với nhau về liên quan thì rất mong muốn là được hợp tác thành tốt. Còn mong muốn ngày hôm nay thì trường thì cố gắng cái phương pháp
thì có những cái thì tôi tham khảo, thì nếu như chất lượng phục vụ của cái bếp ăn không tốt alo, có thể thông qua hiện nay có những cái alo, cái nhiều cái doanh nghiệp người ta sẽ đấu thầu thông qua các cái sổ hoàn ngang, người ta sẽ phục vụ qua cái kiểm nghiệm của các cái sở ngành y tế đảm bảo được chất lượng, không phải phục vụ theo cái dạng tới giờ là chở tới, tới giờ là chở tới đây là phục vụ alo, thì cái xem xét thì alo, chưa xong, chưa xong. Cái này phòng giáo dục sẽ cố gắng ngoại đóng pin rồi, phối hợp với đội phụ huynh học sinh cùng với là ban giám hiệu thì có thể cái phương pháp nào tốt nhất và bảo đảm được chất lượng tốt nhất, không để xảy ra cái tình trạng đáng tiếc như vừa qua đi có. Thì cuối cùng thì chắc là đâu chào, xin cảm ơn các phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo còn thể các đoàn viên của trường ban giám hiệu thì cũng mong muốn từ đầu sẽ gặp lại với một cái quyết tâm thật sự, cũng như nói bình tĩnh đâu phải nghĩ hàng có những chị cô anh chị phụ huynh học sinh nào khi nóng quá những hành xử rồi cũng có nói là mày chết với tao thì thôi chứ bây giờ đâu mà sợ, tất cả những vấn đề gì ở đây còn có pháp luật chứ không phải một cái hình dung và cái pháp luật không có, mà có nghĩa là nãy giờ nghe mà tôi ngồi tôi có cảm nhận là hiệu trưởng mà áo đen cấp dưỡng mà cũng đi cũng dám đi 500 mét mà đi taxi rồi bây giờ đi ra sợ hành xử, thì tôi nói rằng cái này công an thì cố gắng nghe thêm và bảo đảm được cái tình hình không để xảy ra một số cái tình hình diễn biến trên cái địa bàn dù đó là cái nhỏ nhất, thì còn mong muốn rằng là đối với phụ huynh đối với giáo viên rồi cố gắng có những vấn đề như thế nào hợp tác, còn để đảm bảo cho cái trường nó ổn định này dàn xếp về rồi còn giáo dục phải cử lãnh đạo cùng với ban giám hiệu cùng với giáo viên cố gắng ổn định và cái mong muốn rằng có thể rằng là để cho nó bảo đảm khách quan thì cố gắng làm có cái tổ thời gian chưa có thể đưa đầu chưa có mời các cái doanh nghiệp có cái khả năng mà đầu tư các cái thức ăn đảm bảo tốt rồi, bây giờ cũng đi tìm trong cái thời gian này hoàn toàn là đừng thay đổi mới cái phương pháp thì cho chắc là đã ở đảm bảo một giáo dục các kỹ năng đi cũng bị cho hội trợ học sinh, có nghĩa là để đảm bảo được chất lượng của cái các cái món ăn của trường tốt hơn và phải có sự đồng tình để đảm bảo duy trì cho đến giờ mình nói có ý kiến là theo quý chị nói là có những ý kiến là bây giờ mình nói là chị giật phụ huynh bình tĩnh đúng không? Chắc có lẽ là giờ mình lên ý kiến là sự việc như vậy xong rồi nó phụ huynh bình tĩnh rồi. Bây giờ cho em nghe một cái lời giải thích, cho tụi em một cái lời giải thích. Chị nói bây giờ cho tụi em một cái lời giải thích, một cái quyết định là như thế nào, không phải là nói bình tĩnh là bình tĩnh được. Không phải nói mình nói bình tĩnh là mình bình tĩnh được đâu. Con tâm và phải nói rằng là phải quyết một cái góc độ là cái được sự đồng tình rất cao, cách nào tốt thì chúng ta phải làm. Còn cái giai đoạn này thì phòng giáo dục phải hết sức là thể hiện cái trách nhiệm cùng với ban giám hiệu cố gắng kiện toàn những cái hệ cái chất lượng gạo đó. Thì phải dạ, con có ý kiến. Để bây giờ con có ý kiến một cái thế này, ban giám hiệu là người trực tiếp nấu gạo mà bây giờ ban giám hiệu đứng ra thì ai tin tưởng vào ban giám hiệu nữa đây? Cái chị của bố thì tôi biết của ý của chị là muốn thay hết cái này. Không phải thay nhưng mà phải xử lý cái sự việc này. Có phải con muốn có xử lý cái sự việc này chứ không phải ban giám hiệu là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cái sự việc này. Gào ban giám hiệu để từ ngày này qua ngày khác bây giờ phần giao nhiệm vụ cho ban giám hiệu nữa thì phụ huynh chúng con có ai mà còn tin tưởng vào cái môi trường giáo dục của trường mầm non Phú Mỹ nữa. Chị thấy tôi đã giao hết trách nhiệm cho phòng giáo dục là một cái cơ quan quản lý nhà nước chứ đâu phải là nói ban giám hiệu, còn chị bây giờ ý của chị là bây giờ là không có để công nhận cái ban giám hiệu này thì cũng không được, khi chị làm phối hợp tác cùng với đoàn thanh tra cung cấp các cái chứng cứ cho nó đầy đủ và kết luận ban giám hiệu này sai, cá nhân của người nào sai thì là coi như mới có cái cơ sở để thay xử lý và xem xét trách nhiệm của những người liên quan về cái sai phạm đó. Hiện nay giờ chỉ nói vậy thì bây giờ cần phải tôi đã có từng lần tôi đã giao phòng giáo dục phải có chịu trách nhiệm hiện nay mà cùng với hội phụ huynh học sinh ở không có ý kiến một nữa, bây giờ hiện tại trong trường không có hội phụ huynh
thì làm sao hội phụ huynh giám sát? Thì bây giờ nó là cái gì phòng giáo dục nha, anh nên coi lại. Bây giờ hội phụ huynh trong trường không có, làm sao phụ huynh hội phụ huynh giám sát được? Chứ còn không phải nói bây giờ ai cũng nói vô phụ huynh là tôi nói rằng cũng rất là khó trong công tác quản lý. Nếu người có con em, còn nếu người không có lợi dụng vô, bây giờ tôi là phụ huynh rồi xong vô là làm những cái chuyện hành xử không hay. Nãy giờ mấy chị nói thì nói là tôi là người phụ huynh. Tất nhiên là mình lo, tất nhiên cho con của mình. Nhưng mà những người ta không phải là phụ huynh sao? Thấy không? Có những cái thì mình cũng phải thông cảm trong công tác quản lý. Ví dụ con chị học ở trong đó thì chị có quyền vô để thông đó là quan sát những vấn đề. Nhưng mà tôi không có phải là phụ huynh, nhưng mà tôi cố tình tôi làm những cái việc khác. Tôi lợi dụng phụ huynh thì đó cũng là một cái chuyện mà chúng ta phải nghĩ phụ huynh cũng là bình tĩnh. Thì bởi vì con nói nên thành lập một cái hội phụ huynh của trường. Chứ tại sao đến bây giờ thời điểm này mà vẫn chưa thành lập hội phụ huynh của trường? Chưa nói gì. Thì phòng giáo dục phải kiện toàn và có một cái hội phụ huynh được chính thức, đó là cái thay mặt cho hội, chứ không thể để ai cũng phụ huynh cũng vô hết thì cũng không có thể nào mà giải quyết được. Bây giờ là hội phụ huynh là những cái người nào được tập thể hội phụ huynh cử ra để đại diện, để thay mặt cho những đó là cho những phụ huynh, để cùng với đó là coi như đó là công đoàn có những cái việc để quan tâm chăm lo cho con em của mình. Chứ còn bây giờ ai cũng nói phụ huynh hết thì bây giờ cũng rất là khó. Đó. Mà giải quyết vấn đề thì phải có những cái người được cử đại diện, chứ còn mà ai cũng ý kiến không thì mỗi một người ý kiến, mỗi một người ý kiến thì không có những cái cơ sở để giá là cây tập điều kiện để được xem cây như xem xét trả lời cho chị được. Nếu chị muốn là tôi biết rồi, nhưng mà hiện nay cái muốn đó thì đó là cây như đó là trong suy nghĩ thì hiện nay để có những cái thẩm quyền đó, không phải của cá nhân quyết định được, có thể là tập thể bằng cái quy định của pháp luật nó cho phép đó, làm tới đâu thì tụi này sẽ thực hiện tới đó. Cái phòng đó là tôi mong cha chị cũng bình tĩnh và cố gắng hợp tác với tốt để làm sao cái môi trường này thì nó tốt và để đảm bảo phục vụ cho con em của các anh các chị là phụ huynh, chứ không ai mà muốn để cho nó những vấn đề liên quan. Còn nếu như mình có sai phạm như tôi nói đó, thì sẽ tùy theo tính chất mức độ thì sẽ xem xét trách nhiệm cho hiện nay là đi ăn mấy bữa nữa là hồi hoặc là ăn mấy bữa rồi lại về, không có liên nó van chấp tiền ít tiền hay là không tin cho các đơn để xem xét xử lý, mà mình để tạo ra một cái hình ảnh mình có quyền của mình phải đảng và hoặc là mình đảng viên mình phải báo cáo tổ chức những hành xử những cái công việc nó như vậy để cấp trên ta xem xét, chứ không phải là bây giờ là chưa hết là tung lên một ý chí một cá nhân mà để lợi dụng vào tập thể giáo viên. Thì tới đây cũng phải có những cái thông tin, cũng phải cân nhắc tới những chuyện đó. Thì ở đây thì cũng mong muốn rằng cái gì mình làm cho nó khách quan, nó công tâm. Mong muốn là các anh, các chị thì cố gắng và bình tĩnh. Tất cả những cái việc gì còn cái kiện toàn, tất cả cái này là ngành giáo dục. Đặc biệt là lãnh đạo giáo dục không cử người lời khai, là cố gắng cùng với cái tập thể của hội đồng sinh phạm của trường Mầm Non Phú Mỹ. Làm như thế nào phải duy trì được sĩ số, đảm bảo được chất lượng và ngang. Thông qua được cái kiểm tra đánh giá của phụ huynh như thế nào trong cái giai đoạn chúng ta thì là tiến tới và từ đây trở đến mà có thể kêu gọi những cái doanh nghiệp có khả năng tốt để đấu thầu cho họ có những cái họ vào để cung cấp các bạn nếu được đó thì cuối cùng là thì nếu quan tâm thì cũng là một cái bức xúc và cũng cái là mong muốn là cứ bình tĩnh để mà có những cái mấy con nhà bếp còn ngồi cười được kìa. Bây giờ kêu thử vô thẳng vấn đề đi chứ nói gì. Giờ nó vô thẳng vấn đề đi chứ. Mấy con cấp dưỡng nó ngồi nó cười rồi. Thì quay lại bên nhà cho mấy con nhỏ cười kìa. Nó cấp dưỡng cười lên kìa. Thôi mấy con đang ngồi cười được đó. Quay mấy con cấp dưỡng ngồi cười nữa. Mọi người thấy nó đang ngồi cười không? Dạ, cho con có một ý kiến nữa thôi. Bây giờ trong cái cuộc họp này thì mục đích là đảm bảo cái bữa ăn, đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu. Bây giờ qua cuộc họp này rồi thì bây giờ ai là người đứng ra đảm bảo những cái bữa ăn sau này không còn vi phạm những cái lỗi như vậy được không? Bây giờ ai là người đứng ra đảm bảo cái sự việc này? Bây giờ bây giờ nếu như mà có cái sự việc đó thì ai là người chịu trách nhiệm? Phải đảm bảo được. Phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm cái sự việc này. Phải có thành lập một cái đó là coi như chứ không phải là để cái tình trạng này cứ tiếp tục diễn biến năm này qua năm khác được. Đâu cái hội phụ huynh học sinh bây giờ ta nói về phụ huynh là tôi con tôi cũng nóng ruột. Không phải, đó là người đại diện của nước được hội phụ huynh của lớp là AD cử đi. Rồi, nên chỉ con mới có ý kiến như thế.
Bây giờ từ đấy trở đi, làm sao mà đảm bảo được cái bữa ăn của các cháu được an toàn vệ sinh thực phẩm? Người nào phải chịu cái trách nhiệm này? Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cái việc này. Chứ còn nếu như cứ tiếp tục tiến triển như thế này rồi đâu phải là dễ dàng mà tập hợp được tất cả các ban ngành như thế này đâu. Rồi cuối cùng là tụi con cũng phải đi kêu oan kêu chỗ này kêu chỗ kia. Canh đi canh mấy cái điện thoại chụp tôi rồi. Mặt nó cười kìa. Mặt nó cười kìa. Mặt nó cười kìa. Đang lên. Nhưng nói nhưng mà mặt hiệu trưởng vẫn cười tươi như hoa. Mặt nó bình thường vậy có gì đâu. Đó, nói mà nó còn cười tươi như hoa mà. Mày phải nói gì không không tới cũng không được. Không được. Cái này tụi em lên tới huyện luôn rồi đó. Lên tới huyện rồi, bây giờ là chỉ có lên tỉnh thôi. Đó nó cười kìa. Có lại là thứ hai. Còn cái phương án và cách thức để làm sao thì còn là các ngành của thị xã và địa phương phải có một cái phương án để làm sao cái chất lượng và các điều kiện cười nó coi như là nó có chuyện còn không có cái ngọc như lần này còn lại là tái diễn lần thứ hai là không phải chấp nhận được chị yên tâm. Dạ con xin phép có ý kiến nhỏ xíu vậy thôi, bây giờ có thể làm lắp đặt cho camera trong học của các cháu được không, dễ dễ để phụ huynh nó nhận. Cái đó cũng là cái này gì cái đó cũng là cái ghi nhận, nếu thấy đó là cũng là một cái điều kiện để có thể là phụ huynh yên tâm hơn và theo dõi những thông tin và các cái món ăn thật sự gì đó thì nó được thể hiện. Thì cháu có ý kiến này, chú có thể trả lời trước báo chí và tất cả mọi người như là hình ở đây để cho mọi người yên tâm là đoàn kiểm tra làm việc đã công chưa. Khi đoàn kiểm tra về trường còn tồn tại thực trạng hồ sơ ở ngoài tuồn vào trong trường, đoàn kiểm tra nhìn thấy, nhưng mà lẽ nếu mà làm công tâm ra thì đoàn xuống và tịch thu ngay cái đúng tài liệu đó và không được cho kiểm tra, nhưng đoàn lại không làm. Vậy bây giờ chú hứa với đoàn tất cả ống kính và nhà báo đây, chú nói để khẳng định một điều là đoàn làm việc như thế nào, đã tới nơi đây trốn chưa, và để cái bộ mặt thị xã này đi lên hay đi xuống đó là nhờ chú. Ý là sao ra qua quá trình đoàn mà tham gia là gì hồ sơ để có cái dạ, là bổ sung hồ sơ để hồ sơ là tuồn ra ngoài. Đến khi đoàn kiểm tra đang vào hay là các cô giáo binh vực cho phụ huynh đó. Và bọn cháu có chụp hình được, nhưng đoàn kiểm tra cũng nhìn thấy ở tại đó luôn, nhưng không hề tịch thu cái đó, cái tài liệu đó. Tại vì những cái tài liệu như vậy, lẽ ra nếu là đoàn kiểm tra công tâm thì phải tịch thu ngay cái tài liệu tuồn ở ngoài vào. Nếu hồ sơ mà không làm khống thì làm sao mà tuồn ra ngoài, hồ sơ phải ở tại trường, đi án tại trường, tuồn ra ngoài vào, bọn cháu chụp hình được. Và những cái biên bản cũng vậy nha. Đoàn kiểm tra đang làm trong trường mà có một cái biên bản mà làm khống ký không ký như vậy, mà đoàn kiểm tra không hề họp cho giáo viên tập thể đến cô để trả lời trước các cô đấy, cô thỏa đáng chứ đây không im ắng không có nói gì hết đến đoàn cái tờ biên bản đó. Như vậy đoàn kiểm tra đã làm cho những giáo viên lo lắng hoang mang và chưa thấy có sự công tâm ở đây. Bây giờ chú là một chủ tịch của thị xã, chú hứa trước đài báo và ống kính truyền hình để xem sự việc tiếp tới diễn ra và sau này có khẳng định một điều là công tâm hay không, hay là vẫn còn có sự mờ ám gì đấy, để tại sao mà những cái hồ sơ đó mà đưa từ ngoài vào mà đoàn kiểm tra mà nhìn thấy mà không nói gì, thở ơ vậy thì làm sao mà giáo viên chúng tôi yên tâm được, chúng tôi lo lắng, tôi sợ lắm. Bây giờ đài báo hiệu trưởng trả lời là tất cả là có chứng từ hết, mà bọn tôi những cái lời nói thì không có xác thực, và bây giờ bọn tôi chỉ có là những nhân chứng xấu thì có lời nói thôi, làm gì có bằng chứng gì. Mà bây giờ tuồn biên bản tất cả giấy tờ chứng thực từ ở ngoài ra như thế thì làm sao mà tôi yên tâm này. Bây giờ tôi đề nghị là chủ tịch trả lời trước mọi người ở đây, cả những phụ huynh ở đây, là xem là những cái đó là thị xã mình sẽ phải tham mưu làm sao để cho những giáo viên, những phụ huynh yên tâm. Không có thì ở đây cũng như đó ngay từ đầu, đoàn thanh tra không phải là một thành phần của ngành của thị xã, ở đây là thanh tra liên ngành. Đó. Cô thì nói thì ở đây không biết sao thì không sao, cái hội nghị này thì đồng chí Hiệp phải trả lời cho lãnh đạo nghe, đặc biệt là chỗ đồng chí Tính nha, anh Tính. Cái liên quan như vậy thì như thế nào, có đảm bảo khách quan hay không? Cái mong muốn của thị xã trong kết luận của đoàn thanh tra là phải công tâm và thể hiện một cái chuyện sai hoặc mức độ sai cỡ nào để có một cái hình thức để xem xét trách nhiệm của những người liên quan. Chứ còn ở đây thì không phải là
là hãy hứa với gì ông tài là phải xử lý. Ở đây nếu có sai phạm thì đó là coi như sẽ xem xét trách nhiệm những người có liên quan. Còn cái việc cung cấp hồ sơ thì ở đây như cô vừa trình bày thì tôi sẽ lắng nghe và làm việc với đoàn thanh tra tiếp tục. Nhưng cái mong muốn của đoàn thanh tra ở đây là thanh tra liên ngành, tất cả các ngành của chứ không phải một ngành. Nhưng không biết làm sao thì không biết là chứng cứ liên quan thì cô lại nói là tuồn hồ sơ, nhưng ở đây nói thật hồ sơ trước cô cũng có suy nghĩ cái này. Nếu mà củng cố hồ sơ thì hiện nay nó cũng không còn có giá trị nữa, chứ không có gì mấy cô yên tâm. Tại vì trước là huyện Tân Thành, bữa nay thị xã Phú Mỹ thì tất cả mọi dấu điều đó thay đổi, không thể có lại cái dấu cũ mà thay đổi từ cái cũ lại ở. Do đó mọi vấn đề mà các cô cứ ghi vấn là cái đoàn thanh tra sẽ nói là coi như không có thể hiện cái sự công tâm hoặc là thay đổi hồ sơ, bổ túc hồ sơ, thì cái chuyện này là coi như là đoàn thanh tra sẽ báo cáo cho lãnh đạo nghe. Nãy giờ nghe các cô nói là cái nội dung kết luận là muốn phải thật sự công tâm, khách quan, đảm bảo đúng các cái nội dung. Nãy giờ cái nội dung thanh tra nó định nói nhưng mà ông Tấm không cho nó nói, thấy nó có nói mà nó không được nói, thấy đứng lên định nói. Em xin lấy ý kiến là cái việc mà giống như đồng chí Tấm nói là vấn đề con dấu thì từ thị xã mà huyện và từ thị xã qua, em cũng nghe một số cái trường khác, một số cái giáo viên trường khác thì cũng nói cái vấn đề con dấu, thì những trường thường là có một cái bước đó là trước khi trả con dấu về cho huyện thì là có một cái động thái là sợ giống như những cái hồ sơ quyết toán hay gì đó sai, trước đó sai thì mình có thể làm lại thì không có con dấu, thì người ta có thể là đóng bọc sẵn những cái gam giấy đó, thì cái đó là em cũng có rồi tất nhiên bây giờ vậy nè, cái mong muốn bây giờ đó là các cô là đại diện cho đại diện đó, gọi là đại diện của trường được mời dự hôm nay. Bây giờ thành viên trong đoàn kiểm tra có ai không thể không có cái sự khách quan cho ý kiến luôn, tôi sẽ thay đổi thành viên khác. Em cũng xin ý kiến đó là cái đồng chí Hiếu đó, thì đồng chí Hiếu thì nói chung là đồng chí nhận những cái mảng mà tài chính rồi. Đồng chí cái mảng nó rất là nặng về các đại diện trong đơn, cũng có nhiều về vấn đề về liên quan đến tài chính. Dạ thì đồng chí Hiếu cái lúc mà nói chuyện với chúng em á, thì chúng em cũng có nói là trong đơn chúng em có cái vấn đề là tiền mà mua đồ dùng học sinh, cho học sinh, những cái đồ chơi cho học sinh, thì tại sao mà khi mà bắt chúng em ký nhận cái số lượng đồ dùng rất là nhiều nhưng mà cắt về lớp rất là ít, thì đồng chí Hiếu nói gọn thôi bây giờ rồi. Dạ, Hiếu có nghĩa là làm chưa thấy có sự khách quan. Dạ đúng rồi. Rồi thay cho mai thay. Là có gì đâu, mai tôi thay thành viên khác chứ gì đâu. Dạ, có gì không? Có thôi chị Hiếu thay. Thôi bây giờ ngày mai còn ông Hiếu còn ai trong đoàn là cần phải xem xét để có những cái gì mà áp mà là không có cái lòng tin của các cô không có tin không? Ai hiệu trưởng đứng lên mình nói cho mình. Còn anh nào chị nào đó không? Đứng lên không? Nói số Trinh nói là thay đồng chí này cho số điện thoại sai. Ông ý ông mà ông mà chất lượng cái gạo như thế nào. Thì xin lại con số điện thoại đúng nhưng mà nói tên sai. Giờ cứ thay hiệu trưởng là sai. Tại sao thay tất cả các lãnh đạo mà lại hiệu trưởng không thay? Có là coi như là phụ huynh rồi là coi như là để kể cả thị trấn tới đây cũng phải tính toán phải hỗ trợ. Nhưng bây giờ chưa có hội phụ huynh với phụ huynh nào mà đứng ra mà mời lớp nào. Rồi nói luôn. Cháu muốn là đề nghị đoàn kiểm tra là đó là cô Kim Loan. Và đúng rồi, tại vì cô Kim Loan đó trả lời một cách vô trách nhiệm với một cô giáo viên trường một cách rất là ngẫu nhiên, nói là bây giờ em có ý một lần không được, em có lý lần hai lần năm được chuyển trường, nói như vậy thì còn gì là tập thể đó, còn gì cái giáo viên. Đúng rồi, cô Kim Loan bây giờ lấy thợ lời nói của cô không chấp nhận được. Và chỗ thầy Tôn cũng vậy, thầy Tôn là cho cả người đi tố cáo, một người tố cáo cũng ký vào một cái biên bản, cái văn bản xác minh không được đọc, em yêu cầu là thầy đã dừng luôn, tại vì cái đó của em không có đồng ý. Ba người. Dạ, ba người.
tại luôn hiệu chứng thay đổi đi đâu vậy thôi chị nói không khách quan cái chị ơi mình đâu dám nói ra tôi bây giờ biết người khác tôi tin mình nói đều hết ngày mai các cháu tiếp tục đến trường thì không có bếp ăn đúng không ạ? Tại vì chú này nói là ngày mốt, chú nói ngày mốt mới có, còn ngày mai là chưa có. Nếu dạ. Có gì anh Thanh với trả lời đi, cô Dạ. Hiệu trưởng trả lời tôi. Dạ. Nó còn dạ hồng của đó nữa mà. Nó còn dạ hồng của đó mà ha. Bó tay. Con này là con gì? Dần. Con dần là chức vụ gì? Đây. Cái nó thay luôn. Mày đứng ở đó con. Mày ở đứng. Con này ngồi xuống mày lên nước này luôn. Bây giờ nha, nói đây. Tôi hứa với các cô là ngày mai tôi 6:30 tôi có mặt tại trường. Giống như bữa nay. Chuyện ăn uống này kia nó như vậy thôi. Dạ. Có phụ huynh ra giúp chị rồi. Chú. Đi tế. Có phụ huynh không gian. À, chỉ sáng nào. Công phụ huynh đi. Dạ. Chú cho con nói là chú gạo phụ huynh thì đứng lên. Tôi kiểm tra được. Dạ, cháu biết rồi. Nhưng mà cháu giáo xin là đứng lên đi. Cháu xin năm phụ huynh có thể giám sát cái khẩu phần ăn để xem là có. Bây giờ hỏi cháu phụ huynh thì tôi nói với con cái này nè. Chú ông đó. Mình đã đại hội phụ huynh lớp rồi. Dạ. Giờ này cũng là xong cái đại hội của trường, nhưng mà tại xưa kia này quy định là đón lại thì cái hội phụ huynh mà ở từng lớp á thì là có giá trị pháp lý, mỗi lớp đã có đại hội rồi, là họ nếu họ có học hết học á thì thôi, chứ còn học trong trường á thì những người cũ cũng còn ấy, cũng có giá trị đại diện cho phụ huynh kết hợp với tất cả các đại diện mà mới bầu lớp xong đấy, thì muốn kiểm tra ngoài giám sát cái nhà bếp á thì được giống nhau hàng ngày được hết, nhưng phải điều kiện thế này nè,